Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni, Nam mô Đức Bồ Tát Đại Bi Quán Thế Âm. Con kính chào má, con kính chào chư vị thiện hữu tri thức A Di Đà Phật. Đây là chương trình lá thư hàng tuần gửi má. Kính thưa má, hôm nay là ngày 24 tháng 11 năm 2019. Tuần vừa qua má niệm Phật có tinh tấn không? Má có khỏe không? Tuần này con đang thi, hôm nay Chủ Nhật, học bài thi và dù chưa xong nhưng cố gắng chia sẻ Phật Pháp. Mong má khỏe, lắng nghe vui và tinh tấn thực tập. Hôm nay con chia sẻ 3 cách niệm Phật cho người thực tập pháp môn niệm Phật một đời quyết vãng sanh tịnh độ. 3 cách như sau. Ví dụ mình làm nguyên một tuần, một tháng, hoặc dễ hiểu là một ngày đi, rất là cực để có một bữa cơm. Thì cái bữa cơm đó có 3 cách ăn. Một là làm một ngày rất cực, cái ngồi xuống tới cái giờ cơm cái xỉu, không ăn được. Hai là ngồi xuống và vừa ăn vừa suy nghĩ. Không những ăn thức ăn là cơm mà còn ăn luôn cái suy tư. Nhớ ai đó ăn và khóc, không có người thương ngồi bên cạnh. Hoặc giận ai đó mà ăn vừa sân vừa bực mình. Hoặc là buồn tủi về bản thân, hẩm hiu cô đơn, vừa ăn mà vừa sầu khổ. Đưa vô cái thân món quà của vũ trụ nó nuôi, nhưng mà cái tâm mình thì nó không nhận cái món quà đó một cách chu đáo, tự cái tâm mình làm khổ mình. Và cách thứ ba là một ngày đã cực và ngồi xuống, họ ăn với một cách trân trọng nhất, một tấm lòng nâng niu nhất, một lòng biết ơn nhất những gì mà họ đã cố gắng. Bây giờ đó là phần thưởng của họ. Họ không để bất kỳ một đối tượng nào bên ngoài làm mất đi cái phần thưởng mà chính họ xứng đáng nhận những gì mà họ bỏ ra nhiều nhất. Và họ cũng phát hiện ra cái đống thức ăn này không phải là do họ làm ra không, mà do nếu không có miễn phí từ mặt trời, từ mưa, từ nắng, từ đất, từ cái sự sống này góp phần rất nhiều vào trong cái thức ăn của họ, thì thức ăn đó cũng không có sẵn sàng ở trong cái mâm cơm một cách tuyệt vời như vậy. Họ nhận ra, à, ngồi xuống mâm cơm thôi họ cảm thấy không còn cô đơn nữa. Vũ trụ này chưa bao giờ từ bỏ sự sống nào hết, trừ khi sự sống không muốn làm một với vũ trụ này nữa thôi. Và họ nhận ra thực tế thì ngồi xuống một cái mâm cơm, mình thấy nhiều thứ và mình rất hạnh phúc để mà ăn từng hột cơm, chứ không phải là ăn bằng cái lòng tham thiếu trái ớt hay thiếu miếng rau gì đó. Con cái này là bị nhiều nè, nhưng mà trong lúc mình bị mình biết. Khi mình ngồi xuống với một cái mâm cơm mà mình biết được mình chưa bao giờ bị từ bỏ hết thì nước mắt không bao giờ rơi. Còn nếu như nó rơi với cái người mà không còn ở bên cạnh nó nữa thì nó sẽ rơi với một cái lý do khác. Nó không bao giờ nhận ra những thứ trước mặt là đẹp nhất, tuyệt vời nhất, thì không lý do này cũng lý do khác, mỗi lý do chỉ là lý do. Thì còn lấy ví dụ của mâm cơm là phần thưởng của một ngày làm việc để cho mình dễ hiểu ba cách thực tập niệm Phật. Cách thứ nhất là cái người không tu là không bao giờ biết Phật, không tin Phật và cũng không có chịu niệm Phật để làm gì. Và họ ngồi xuống mâm cơm và họ không bao giờ ăn cơm, họ mệt quá và họ xỉu trước mâm cơm. Thì mình ở kiếp trước á, làm phước rất nhiều, chí ít thì mình cũng làm phước giữ được năm giới. Giữ năm giới dễ hay khó? Kính thưa má, con quan sát những người xung quanh mình, những người mà họ giữ được năm giới nào, đếm trên đầu ngón tay luôn á. Cho nên Phật mới nói với A Nan là người ở kiếp này mà kiếp sau, sau khi chết mà được làm người, nó ít giống như là lá ở trong tay của Phật cầm so với lá ở trong rừng rất nhiều kia. Cho nên được làm người ở kiếp sau khó, vô cùng khó. Mà mình được làm người, vậy là mình là một trong những cái trường hợp rất đặc biệt đó. Nhưng mà cái phần thưởng kiếp này là được làm người nè, mình không có lấy cái phần thưởng này để làm cho nó phát triển lớn mạnh để tiếp tục những kiếp sau mình đi lên đi con đường tâm linh, mà ở kiếp này mình ngủ quên. Mình tới đây
Trước cái mâm cơm là kiếp người, mình ngủ quên. Ngủ quên là sao? Ngủ quên là còn đỡ. Tức là như là con vật ấy, nó không có tạo ác nghiệp nhiều bởi vì nó không có cái năng lực tâm suy tư ở quá khứ và nghĩ tưởng tương lai, suy tính, đắn đo hạnh phúc vui buồn. Cho nên ở kiếp người này của con vật là nó hoàn toàn ngủ, nó không tạo ác nghiệp nhiều. Nhưng con người, mình ngồi trước mâm cơm là kiếp người, tức là kiếp người này là cái phần thưởng đó, là cái thân người. Mình ngủ nó còn đỡ hơn một chút so với mình tạo tác nghiệp đau khổ liên tục cho mình và cho người. Thì cái đó gọi là ngủ trước mâm cơm ở kiếp người. Lấy cái thân, lấy cái miệng, lấy cái tâm của kiếp người mà mình có để mình làm cho mình và người khổ ở bây giờ và mai sau, ta gọi là ngủ trước mâm cơm. Những người đó là những người không gặp Phật, không biết nhân quả, tội phước, sinh tử luân hồi, nghĩ là chết là hết, và là sống bất cần đời, chỉ hưởng thụ cho xong. Và mỗi phút giây của họ không cần thiết phải tạo ra một cái loại công đức gì cả, bởi vì họ không tin có cái chuyện công đức, phước đức. Và họ bòn về, họ lôi về, họ kéo về, họ giữ về, họ chất chứa cho mình, cho nhà mình càng nhiều càng tốt. Và họ tự hào với thiên hạ, với cái tôi ảo tưởng của mình rằng họ giàu, họ đẹp, họ sang, họ thông minh, họ tài giỏi, họ nói rất nhiều, họ muốn người ta nhìn họ bằng cặp mắt ngưỡng mộ. Những gì họ cố gắng làm trong đời không có gì khác ngoài cái chuyện họ kiếm thật nhiều và họ muốn người ta nhìn họ wow. Vậy thôi, rồi sau một đêm về, mình đi ra đường, mình cố gắng mình ra đường, người ta wow, anh là người tuyệt vời trên thế gian. Và về nhà, người thương của mình ở bên cạnh, họ sẽ nói mình chính thật là ai. Lúc đó mình thất vọng. Mình là ai không phải người lạ nhìn mình, mà là người quen nhìn ai là mình. Họ sẽ cho mình biết con người thật của mình. Đó. Thì có một cái loại người như vậy, là người đó không biết tu rất là tội. Có loại người thứ hai là người biết tu. Thì mình coi thử mình có biết tu và mình có gặp Phật và mình có tính sâu nhân quả, mình có thấy được là cái kiếp người này của mình là chỉ để làm lớn lên cái tỉnh thức, vững chãi cái niềm tin nơi tam bảo, kiên cố cái hiểu, cái thấy về vô thường, về vô ngã hay là không. Mình có muốn thoát khỏi cái sanh tử này, sinh ra lớn lên ăn nó uống rồi lấy vợ lấy chồng, rồi thương rồi ghét, rồi buồn rồi vui, cứ mỗi ngày nó không có gì khác mà cái chuyện hết buồn rồi vui, hết giận rồi hờn, hết nhăm ba đồng tiền rồi kiếm cái nhà, kiếm cái xe được thôi. Nhưng mà phần lớn những cái điều đó nó làm cho mình vững chãi hơn, thương yêu hơn, tha thứ từ bi hơn thì được. Nhưng mà đằng này những cái điều mà mình bỏ hết công sức, thời gian, năng lượng, tâm hồn, thể xác của mình đó mình làm, nhưng mà cuối cùng những cái thứ đó, những con người mình ở đó làm cho mình khổ không à, thì rất là lạ. Ai đó làm mình khổ thì đã đành đi, nhưng mà mình chọn cái cách làm mình khổ thì nó hơi lạ. Thì mình ý thức được là kiếp người này của mình nó không làm mình khổ nữa hay không, và mình đang tu tập không, và mình tu bằng cách nào. Thì đây là cách tu nè, là mình ngồi xuống và cái tâm mình nó suy tư trong khi miệng mình thì ăn. Như vậy cách niệm Phật thứ nhất ở đây là niệm một cái gì đó tốt đẹp để thay thế cái niệm xấu xa. Tức là phương pháp thay thế. Niệm Phật thứ nhất là niệm Phật bằng phương pháp thay thế. Tức là lấy độc trị độc, dĩ độc trị độc. Thì cái tâm mình, bây giờ mình, bây giờ con muốn nghĩ tới má nè thì con muốn nghĩ. Bây giờ con nói con nghĩ tới Phật thì con nghĩ. Bây giờ con nghĩ tới đệ tử con nghĩ. Con nghĩ tới Phật tử con nghĩ. Con nghĩ tới cái cây con nghĩ. Rõ ràng là cái tâm mình á, may mắn là mình suy nghĩ nhiều, nhưng mà mình có thể chọn được suy nghĩ phải không? Chứ nếu mình không chọn được suy nghĩ nha, tâm mình nó giống như bị sủa tả suy nghĩ rồi, nó ngồi nó chạy miết ở trong đó luôn. Là mình sẽ giống như một người ở ngoài đường, đó là ngồi và nói miết. Và người ta gọi người đó là người điên. Thì niệm Phật cách thứ nhất là dĩ độc trị độc. Tức là mình nói niệm Phật sẽ được công đức rất nhiều. Công đức ở đây là gì? Thứ nhất là không làm mình khổ bằng cái tâm suy tư. Đang ngồi đây mà suy nghĩ hoài thì làm sao thấy được
Ồ, cái hơi thở này nó đang vô miễn phí cho mình. Và mình cảm ơn cuộc đời cho mình đang sống. Những gì mình nhận được là một cái món cơm này, một cái mâm cơm này là miễn phí của nhiều kiếp. Cái phước đức của mình làm người đâu có dài đâu. Mình không biết cảm ơn cái mâm cơm trước mặt, mình ngồi mình suy nghĩ để mình làm nạn nhân cho cái suy tư của mình, thì rõ ràng là mình đang làm ác cho chính cuộc đời mình. Mình hại người khác thì mình nói là mình ác, cái mình hại mình cái mình nói là bình thường. Này rất là vô lý. Mình làm một người khổ thì mình nói mình ác, lương tâm mình không cho, mình sám hối, mình xin lỗi họ. Nhưng mà mình ngồi đây mình suy nghĩ, mình làm mình khổ hoài mà mình cho đó là bình thường. Chuyện này rất phi lý. Bởi vì đây cũng là một kiếp người. Thì mình giết một ai đó thì mình gọi là tội sát sanh lớn lắm. Nhưng mình tự tử cái mình nói không có tội sao, có tội còn lớn còn hơn nữa đó. Cho nên khi mà mình lấy một niệm, mà cái niệm đó là thánh thiện, mình thay thế những cái niệm khác, thì đó là phước đức vô lượng nhân. Một câu Phật, niệm Phật thôi là diệt tội hà sa, 80 ức kiếp tội lỗi sẽ được diệt đi bởi vì một niệm của mình là Phật. Có nghĩa là sao? Mình mà không chọn niệm thì niệm nó chọn mình, mà niệm chọn mình thì đó là niệm mê, niệm sân, niệm tham, niệm hờn, niệm giỏi, niệm sợ, niệm buồn, niệm đau khổ. Bây giờ mình không thể bỏ từng niệm buồn, vui, đau khổ, giận hờn đó được. Bỏ từng thứ, biết bao giờ bỏ cho hết. Chỉ cần lấy một thứ thay thế thôi. Đó là chọn niệm, là tất cả những cái niệm kia, không những 80 vạn kiếp mà còn 80 tỷ kiếp nữa, dẹp qua một bên liền. Mình đâu có thể đi lấy từng cái miếng tối ra bên ngoài được. Chỉ cần bật đèn lên thôi là cả ngàn tỷ năm tối đó, một phút chốc là sáng. Đó là ý nghĩa vì sao mà gọi là niệm một câu Phật hiệu là tội diệt hà sa, 80 vạn ức kiếp tội không còn nữa. Thì khi ngồi xuống trước mâm cơm, anh không chịu thưởng thức cái mâm cơm mà anh xứng đáng hưởng những gì anh nỗ lực, mà anh ngồi đó anh suy tư hoài thì rất là tội nghiệp. Bây giờ anh hiểu được à, tu cái tâm suy tư nó còn khá là nhiều. Tự mình suy tư cái điều tốt khó, tự mình sử dụng cái suy nghĩ cái miếng cơm mà trước mặt mình cho con người của mình nó khó, nó chưa được có cái định lực và trí tuệ lớn để làm điều đó, thì chỉ ít nó phải có một phương tiện gì đó. Tức là lấy cái suy tư này, ít nhất là dừng lại cái chuyện làm nó khổ, và ít nhất dừng làm nó khổ trong lúc mà nó xứng đáng để ngồi ăn. Tức là lúc làm kiếp người này, ít nhất là mình lấy câu A-di-đà Phật mình niệm, thì lòng mình nó sẽ rất là thành kính, nó không có muốn giữ ma trong lòng. Cho nên ngay cái lúc mà nó niệm Phật là lòng nó rất vui, rất yên. Bởi vì công đức, phước đức không phải là một cái gì ở tương lai ta cần phải đạt, mà nó là cái gì đó ở ngay hiện tại, mát dịu, bình yên. Phước không phải là những gì cái mà ngày mai ta muốn. Phước là ngay bây giờ tâm ta tĩnh lặng, an yên. Thì khi ta niệm Phật thì lòng ta yên. Ta không niệm Phật thì chắc chắn ma nó sẽ ở trong lòng. Cái gì trong lòng mà không phải Phật thì cái đó sẽ làm ta bất yên, đó là ma. Cho nên khi lòng mình bất yên là biết đó là dấu hiệu tốt để cho mình nhận ra mình thiếu Phật. Cho nên mình đừng có tìm bình yên mà mình không để Phật ở trong lòng. Cái mà mình tìm á là Phật chứ không phải là bình yên. Bởi vì mình không bình yên là Phật nào ở cho nổi. Bởi vì Phật là sự giác ngộ, nó là kết quả tỉnh thức sau khi mình đã có cái định, tức là samadhi, tức là yên. Như mặt nước mà nó không yên thì nó làm sao thấy được những gì ở dưới đấy, làm sao nó sôi được sáng cả bầu trời. Cái việc mình làm là để tâm mình đừng có quậy. Để tâm mình đừng có quậy, nó có nhiều bước. Nhưng mà cái bước với cái người mà mới tu tập hoặc là nghiệp chướng mình còn nặng, thì lấy câu A-di-đà Phật niệm, nghĩ tới Phật, giống như giờ con nghĩ tới má, thì cái tâm con thành kính này, tri ân. Mình nghĩ tới Phật, tự động cái tâm mình nó chế tác là một cái loại năng lượng rất là thành kính. Mình đâu có lạy được ai đâu, mình chỉ lạy được Phật thôi. Cho nên mình nghĩ tới Phật, tự động nó có một cái loại công đức ba la mật của Phật á đi vào ở trong mình. Nó tương ứng, nó làm cho tâm con người mình á A-di-đà Phật, thôi A-di-đà Phật, ai nói gì cũng A-di-đà Phật. Thôi chị bỏ qua A-di-đà Phật. Rồi thấy người chết cũng A-di-đà Phật, thấy người ta khổ cũng A-di-đà Phật. Nó cái lòng mình tự nhiên á. Người Việt Nam cái mở miệng ra A-di-đà Phật, mà con người đó rất là dễ thương. Người đó rất là khổ đau, họ cũng muốn tranh giành gì cả, có gì thông A-di-đà Phật. Tức là đó, mình thấy
Thì cái phương tiện câu A Di Đà Phật là dĩ độc trì độc á. Câu A Di Đà Phật là độc sao? Nó không có độc, nhưng mà nó là một câu niệm. Niệm tức là cái niệm mình chọn để mình thay thế những cái niệm mình không chọn. Thấy cái gì mình chọn là chắc chắn mình chọn cái tốt, cái tỉnh. Thì cái tốt cái tỉnh á, nó thay thế cái xấu và cái mê. Hễ xấu tức là mê, mà hễ mê chắc chắn là xấu. Mà cái gì tỉnh là không bao giờ mà nó xấu. Bởi vì tỉnh mà mắc mớ gì mình làm cho nó sai mà nó xấu. Cho nên cái cách niệm Phật thứ nhất đó là lấy câu A Di Đà Phật để mà thay thế tất cả những cái suy nghĩ. Đang ngồi đây mà ăn cơm mà suy nghĩ, thì thay vì mình để cho cái suy nghĩ nó chạy lung tung trong đầu, thì mình lấy một cái suy nghĩ, một hình ảnh, một cái âm thanh. Hình ảnh là Đức Phật A Di Đà, âm thanh là A Di Đà Phật, mà mình niệm. Một là niệm to A Di Đà Phật, dĩ nhiên lúc ăn đâu có niệm được. Thì cái lúc mà mình ăn mình không có suy nghĩ nhiều đâu, bởi vì cái răng này mà nó đang nhai á, là làm cho não trạng của mình rất là dễ cảm nhận được cái quay mặt, cái quay hàm của cái mặt mình, và nó cảm nhận được cái sự vận động của cơ thể dễ hơn. Trong lúc nhai và lúc thở là cái lúc có tâm mình nó dễ định nhất. Cho nên niệm Phật là cách tuyệt vời để thay thế vọng niệm. Và mình sẽ cảm nhận cái ngày đó mà mình niệm Phật nhiều nha, ít ăn nè, mình đâu có buồn đâu, đâu có những cái niệm khác đâu mà nó vô trong nhà cái tâm của mình nó lấy trộm đồ công đức. Hay cái bữa đó mà mình niệm ma mà nó niệm mình nhiều á, chứ không phải mình niệm ma, không có bao giờ mình muốn niệm ma chứ, chỉ mình không có ở nhà thì ma nó vô nó niệm mình, thì ma hờn, ma giỏi, ma lo, ma sợ, ma giận, ma tức, ma ghen, ma thương, ma ghét gì đó, mà quá khứ, ma tương lai gì đó. Hễ mà nó ở trong cái tâm mình nhiều thì cái ngày đó mình ăn nhiều nè, mình ngủ nhiều nè, mình sợ nhiều nè, mình bất an nhiều nè, mình dễ sân bực tức nhiều nè. Còn ngày đó mà mình chọn niệm Phật nhiều nha, thì niệm đây là con đang nói là niệm A Di Đà Phật á, niệm bằng cái danh hiệu ra ngoài á. Khi niệm như vậy á thì mình để ý bữa đó lòng rất là yên, cái tâm rất là thư thái, mà không có muốn khó chịu căng cứ căng co với người khác gì chứ. Người ta lỡ có đẫm cái chân, người ta hất đôi dép, lỡ nói một câu gì đó, mình cũng A Di Đà Phật, nó hay lắm. Vì cái thần lực của Đức Phật là vô biên, không có dễ gì mà mở cái miệng ra mà A Di Đà Phật. Trong cái lúc mà mình bất an không làm gì được điều đó đâu. Cho nên thử coi, thử. Đó là cách niệm Phật thứ hai nhân má. Cách niệm Phật, đó là cách niệm Phật thứ nhất. Cách niệm Phật thứ hai á là niệm để được nhất tâm bất loạn, chứ không phải để lấy độc trị độc, chứ không phải để niệm để mà đầu tư. Này nó khác, này nó phân biệt rất rõ nè. Niệm nhất tâm bất loạn, nhất tâm bất loạn để được cầu vãng sanh Tây Phương. Nhưng cầu vãng sanh Tây Phương không phải là ngồi đây chờ chết để mà vãng sanh. Cái này nó khác lắm nha. Nó nghĩa là sao? Chỗ này rất là sâu. Má cố gắng nghe kỹ là. Ví dụ như ngoài đời á, thì mình lấy cái lòng tham, mình đi đầu cơ, đầu tư, mình phát triển, mình muốn có lợi nhuận. Thì khi mà mình muốn có lợi á, tức là mình muốn mình thông minh hơn người khác. Dạ thôi. Bằng cách nào đó mình có lợi, bằng cách mình thông minh hơn người ta, thỏa mãn lòng tham của mình bằng cách nghĩ mình thông minh hơn người khác qua việc kiếm lợi á, thì cái đó là gọi thành công cần thiết ở ngoài đời. Ngoài đời nó cần cái sự thành công được gọi là kiếm lợi qua việc thông minh hơn người khác. Nhưng nếu trong đạo mà mình lấy cái lòng tham mình mà đi thỏa mãn qua cái chuyện mình thông minh hơn Phật và vũ trụ này á, là chưa bắt đầu câu chuyện mình đã thất bại rồi. Mình lấy cái lòng tham mình đầu cơ, mình kiếm một cái gì đó, thì cái đó gọi là nhà buôn. Còn mình không khéo, mình vô trong nhà chuyện tu hành mà mình niệm câu A Di Đà Phật, mình muốn đầu tư công đức gì đó đó, thì cái đó không khéo nó cũng trở thành nhà buôn luôn, chứ nó không phải là nhà tu. Khi mà mình ở trước một vị thầy, một nhà tâm linh, một người giác ngộ, thì mình đừng khởi bất kỳ một cái ý niệm nào hết. Hãy ngồi đó và sẵn sàng nhận được cái ân huệ lớn lao nhất, chứ không cần khởi một cái tâm làm lòng tham nào cả. Thì cái đó là cái tâm của mình đó, là một cánh tay của Đức Quan Thế Âm. Con nói cái chỗ này có nghĩa là sao?
Có nghĩa là cái vũ trụ này, cái nguyên lý hoạt động của thiên hà đại địa này chỉ có bậc trí tuệ thấu suốt mới thấy được. Và bậc giác ngộ thấu suốt thấy được thì là dạy chúng ta đừng có tham. Còn chúng ta là đệ tử, khi chúng ta tu thì chúng ta cũng không thể bỏ được cái tham. Cho nên lấy cái chuyện tu hành, bỏ cái lòng tham vô để mong có được một cái loại công đức nào đó để đạt được ở ngày mai thì nó cũng không khác gì nhà buộc. Cái vũ trụ này, kính thưa má, nó hoạt động thế này nè. Mình ném bao nhiêu rác vô cây, rác không bao giờ bị ném ra lại, mà cây nó sẽ chuyển rác thành hoa. Rất là lạ. Nhưng mà bây giờ giả dụ con mà con ném rác vào một người, mà nghĩ thử họ ném hoa hay họ ném rác lại con. Họ sẽ ném rác gấp 2 lần. Như vậy khi mà mình nghĩ mình thông minh hơn người khác trong cái chuyện tâm linh, mà mình đầu cơ và mình kiếm công đức ấy, thì mình đã thất bại rồi. Bây giờ cái vũ trụ này nó vận hành không có phải mình không bao giờ thông minh hơn được cả. Cái ý niệm của mình nó nhỏ nhặt, nó tiểu ngã, nó mê mờ lắm, nó không thể thông minh hơn cái cách vận hành của vũ trụ này. Ngày mai mà nếu con có không còn ở trên đời nữa thì Ấn Độ đâu có ai khóc, Việt Nam đâu có mấy người khóc, chỗ con ở đây cũng có mấy người buồn, và cây nó vẫn xanh, mặt trời nó vẫn lên, hoa nó vẫn nở. Người có thương con thì một ngày, một tháng, một năm, 2 năm, 3 năm, 10 năm, rồi đóng tro tàn, bao nhiêu thế hệ, bao nhiêu anh hùng, bao nhiêu mỹ nữ, bao nhiêu những con người to lớn trên thế gian này giờ đâu. Thì cái lòng tham chút ạt trong người mình mà mình muốn đầu cơ với Phật, với vũ trụ, với thiên hà đại địa, với cái chuyện tâm linh đó, là mình thất bại. Cho nên niệm Phật cách thứ hai đó là không phải để đạt một cái gì đó ở phía trước, mà là để được nhất tâm bất loạn, tức là để định cái tâm mình xuống. Nhất tâm bất loạn mà thành tựu thì chuyện vãng sanh là kết quả tất yếu. Còn chưa đạt được cái điều kiện nhất định, visa chưa được ký, ai cho đi, thì muốn được ký visa là cái tâm phải nhất tâm bất loạn. Nếu không phải nhất tâm bất loạn thì ít nhất phải thiện căn phước đức nhân duyên sâu dày. Thì cái việc của mình làm là có thể bón phân, nhổ cỏ, tưới nước, chứ cái việc mình làm không thể vứt rác cho người và đi hái hoa. Như vậy là mình sẽ đi hái hoa trộm rồi. Chứ mình ngồi xuống mình niệm Phật mà mình cứ mong đạt một cái gì đó, tức là mình muốn hoa chứ mình muốn rác. Mình vứt rác cho người mà mình muốn người cho hoa mình. Chuyện này nó sẽ ngược lại với cái vấn đề tâm linh. Cho nên khi ngồi xuống niệm Phật là không có đạt gì cái vấn đề ở phía trước cả. Chỉ A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, và nhất tâm vào cái A Di Đà Phật. Trọn vẹn vào cái phút giây mà cái âm thanh đang nghe, cái miệng đang niệm, cái tâm mình hết lòng vào trong đó. Còn cái chuyện vãng sanh hay cái chuyện công đức là tự nhiên nó thành do cái tâm tha thiết và nhất tâm, chứ không phải do cái lòng tham của mình mà nó có được. Hễ mà tham là mình thất bại. Vậy đó. Đối với chuyện tâm linh, ta nói đầu tư mà không có tiền lỗ, tu mà không tiến. Giống kinh doanh mà không có tiền mà không tiến, giống như là đầu tư mà không có tiền giống như tu mà không tiến. Tu mà không tiến là không có tiền túi. Vậy đó sai sai. Càng tu á là càng không cần tiền. Bởi vì mình chỉ cần một cái gì đó bên ngoài. Khi trong tâm mình thiếu một cái gì đó, khi trong tâm mình đủ hết, bên ngoài mình không cần gì hết. Cho nên hễ mà mình nghĩ mà mình cần cái gì đó rất là nhiều bên ngoài thì mình biết ở trong tâm mình trong lòng yếu đuối vô cùng. Nên một lúc nào đó mình không cần cái gì cả bên ngoài, mình vẫn hạnh phúc là biết con đường tu mình tiến bộ. Cái niệm Phật thứ ba, kính thưa má, đó là không phải là niệm A Di Đà Phật thành cái tiếng nữa, mà là niệm công đức của Phật, và đặc biệt là cái chánh niệm tỉnh giác. Cái này là đi thẳng vào thiền. Như Lai thiền hay Vipassana hay tứ niệm xứ
Tức là lấy cái địa mục thần thọ tâm pháp này để mà mình tỉnh giác chánh niệm lên. Hoặc là đến cái tổ sư thiền là trực chỉ nhân tâm mà nhìn thẳng vào cái bản lai diện mục của mình. Thì cái này là phản quang tự kỷ, cấp độ này là của người có cái công đức sâu dày, có cái căn cơ được gieo trồng cái ba la mật nhiều kiếp. Nếu bản thân mình chưa làm được điều đó, cái trên với không nổi, cái dưới đừng chê. Amida Phật là pháp môn phương tiện, đúng như vậy. Nhưng mà cái tâm của mình chưa đủ công đức mà mình chê nó là phương tiện, thiền thì mình vô định không được. Mình quán tâm, quán thân, quán thọ, quán pháp, hoặc là mình nhìn trực chỉ chân tâm không được, ngồi xuống là nó loạn xà ngầu hết. Mà mình cứ nghĩ ngồi xuống Amida Phật, Amida Phật, cái tâm mình nó không muốn, nó cự, nó nói cái này thấp, không thích. Chứ nó ngồi nó loạn tưởng, nó suy nghĩ miết. Như vậy cuối cùng mất cả hai. Cho nên mình phải biết được con trâu tâm của mình nó ở đâu. Ngồi xuống mâm cơm là nó ngủ, nó không thưởng thức được kiếp người này, nó làm lớn lên tâm linh. Kiếp vừa rồi năm giới thì kiếp này phải 6 giới, 7 giới, 8 giới, 10 giới lên, tăng lên nữa. Đằng này nó lấy cái 5 giới là kiếp trước để nó có kết quả kiếp người này, xong nó phá hoại để kiếp sau nó đọa tiếp. Thì cái 5 giới kiếp trước thà không có tốt hơn. Đã. Cho nên cái cách niệm thứ ba là cách niệm mà sau khi là mình đã thay thế được cái vọng niệm là cái suy nghĩ bằng cái niệm mình chọn là niệm Phật. Mình niệm đến nhất tâm bất loạn thì cái tâm mình nó có định. Khi định có rồi thì mới tiến đến cái bước thứ ba được. Lúc này là vô niệm, tự niệm. Mình không phải cần phải lấy niệm để thay thế niệm, mình không cần phải chọn niệm để loại trừ niệm nữa. Thì kính thưa má, ba cái bước này, một là người lấy cái niệm Phật để trừ những cái vọng niệm, hai là người niệm Phật chuyên nhất để mong được, cũng không phải mong nữa, nhưng mà chỉ nhất tâm mà trong cái câu Amida Phật, mỗi một khoảnh khắc Amida Phật nghe cho trọn cái âm thanh, ý thức cho rõ ràng từng khoảnh khắc, thì cái đó là nhất tâm bất loạn ở trong một cái sát na niệm. Thì cái tâm mình đã định được ở trong cái câu Amida Phật đó rồi. Thứ hai nữa là chánh niệm tỉnh giác, là niệm Phật tức là Phật tức là sáng, là tỉnh. Niệm Phật tức là tâm mình chánh niệm và tỉnh giác. Thì ba bậc này mình coi thử mình đang ở bậc nào. Bậc thứ ba nếu mình chưa được thì buộc mình phải nhờ nghĩ rằng à, Tây Phương Cực Lạc rất là đẹp, trên đó không còn sinh tử nữa, và nhớ lên đó thẳng tiến lên Phật luôn và cứu độ chúng sinh muôn loài. Phải khởi cái tâm đó và biết cái cõi này là ngũ trược ác thế, đau khổ rất nhiều, và tha thiết muốn cầu vãng sinh. Tức đó gọi là nguyện, phải có cái tâm đó. Thứ hai nữa, phải lập cái nguyện rồi thì phải hành. Hành tức là cái bước thứ hai, là bắt đầu niệm Phật nhất tâm bất loạn. Nhất tâm bất loạn không được một tiếng thì ít nhất trong một câu đừng có để tâm loạn. Một câu mà làm được thì hai câu làm được. Tâm của mình làm cho nó loạn được, tâm của mình ít nhất thì mình cũng có thể làm cho nó định được ở trong một câu thôi. Vậy thì ví dụ như trước khi ăn cơm, ngồi lại Amida Phật, 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 Amida Phật. 10 câu như vậy. Đó là cách dạy của ngài Ấn Quang Đại Sư, được coi là quả thân của Đại Thế Chí Bồ Tát. Kính thưa má, mong má và chư vị thiền hiểu tri thức có thiện duyên lắng nghe, mong ứng dụng thực tập có công đức nhiều, xa thuốc.